Ơi, xin chào bạn Gato. Bạn Gato ơi, hôm nay bạn có cái gì mà bạn vui thế? Ôi, sinh nhật của bạn à? Chắc cái này để làm sinh nhật đúng không? Để bày ra sinh nhật đúng không? Đó, bạn bày cho đẹp á. Bạn bày ra cho đẹp á. Cho đẹp thì phải các bạn phải ăn như đúng không? Các bạn đến sinh nhật thì bạn phải phá bánh kẹo ăn như đúng không? Tớ tưởng là bây giờ năm nay bạn 4 tuổi thì bạn sinh nhật 4 lần rồi chứ. Đúng không? Đúng không? Đúng. Ôi, nhà bạn nghèo lắm nên mẹ bạn là không tổ chức sinh nhật cho bạn đúng không? Hôm nay mới là lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật đúng không? Thế bánh kẹo của bạn đâu rồi? Bạn bày hết ra đi. Gato này cũng rất là nghèo. Do vậy là được tổ chức sinh nhật đã là một vinh dự của bạn ấy rồi, chứ không đơn giản đâu đúng không? Thế bánh gato của bạn đâu? Bánh gato của bạn đâu? Ôi, bạn lấy gần gato rồi. Ơ, bánh gato sao mặt bạn yếu xíu kia? Các bạn ơi, bạn Gato rất là bạn Gato của chúng ta rất là buồn vì bạn ấy đi lấy bánh Gato về, thế là chẳng may bạn ngã này, bạn đập vỡ này. Bạn Gato mở ra bố xem nào. Ôi trời ơi, đấy bạn Gato, ôi trời ơi, làm lộn xộn hết bánh Gato rồi các bạn ơi. Trời ơi thầy, ôi nhưng mà thế bạn Gato ơi, thế bạn sinh nhật thế này bạn có mời ai không? Bạn có mời ai không? Bạn mời các bạn rồi á? Các bạn sẽ đến chưa? Không, một lúc nữa các bạn đến à? Nhưng mà bạn bảo bạn tiếc cái gì cơ? Một tiếc cái bánh á? Ủa các bạn ơi, bạn Gato của chúng ta rất là tiếc cái bánh. Lần đầu tiên bạn ấy được mẹ mua cho bánh Gato nhưng mà rất là đẹp và bạn ấy, các bạn nhìn như bạn ấy chẳng gì cả. Ok, tẹo nữa còn phải châm nến, thổi nến. Bạn chưa tổ chức sinh nhật bao giờ đúng không? Cho nên bạn không biết thủ tục đúng không? Ôi, bạn Gato thèm chiếc bánh sinh nhật kinh khủng luôn và muốn ăn. Đợi các bạn đến xong mà thổi thắp nến xong mà hát sinh nhật xong rồi mới cắt bánh chứ đúng không? Đúng. À, các bạn ơi, thì bạn Gato của chúng ta sinh nhật rất là vui mừng. Nhưng mà chẳng may chiếc bánh sinh nhật đó này bị đánh đổ nên làm xấu quá nên bạn ấy rất là ngại vì lần đầu tiên tổ chức sinh nhật mà nên bạn ấy đang rất là băn khoăn không biết là như nào. Nhưng mà bạn Gato ơi, không sao đâu, bạn cứ để đấy nhá. Chào các bạn đến tưởng cung cảm hết mà đúng không? Bạn đi lấy con dao để cắt bánh sinh nhật đi nhanh em, đi lấy dao đi nhá. Rồi bây giờ mình thử đến nhà các bạn nhỏ xem các bạn nhỏ đã chuẩn bị quà đến đây sinh nhật bạn Gato chưa. Hello, xin chào các bạn. Xin chào bạn Sumi, xin chào bạn Hải Lê. Hai bạn đang làm gì đấy? Ồ thế à, quà của bạn là cái gì đấy? Ôi, bạn à, ôi đẹp thế. Bạn Mercy đã chọn một hộp quà con gà để tặng cho bạn Gato rồi. Còn đây là quà của Sumi à? Ôi, mi chuẩn bị nhiều lợn thế, cả vịt nữa à? Để cho Gato nuôi à? Thôi mình đi sinh nhật đi. Đi chưa bạn, đi chưa? Ồ, lại sang rủ bạn Silent City rồi. Đi cứ mình cùng sang xem bạn Silent City đã chuẩn bị quà chưa đi. Ồ, đây nhà bạn Silent City đây rồi. Bạn Silent City có nhà không? Mở cửa ra, các bạn đến chơi này. Ồ, xin chào bạn Silent City, bạn đang làm gì đấy? Ồ, cái gì đấy? Ồ, bạn Silent City của chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn quà rồi. Ô, bỏ ra thế xem nào. Ô, sao trùng nhau thế? Hai bạn đều chuẩn bị gà để cho bạn Gato à? Đúng không?
rồi, các bạn ơi đây cùng xem này. Đây là quà của bạn Sa Đần Si, cũng là một đàn gà cho bạn Gato luôn. Thế à? Rồi các bạn đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ đi đến nhà bạn Gato sinh nhật đi. Đi thôi. Các bạn ơi, các bạn nhỏ của chúng ta đã đến nhà bạn Gato rồi. Và bây giờ các bạn ơi, bạn Gato đã chuẩn bị sinh nhật xong rồi và các bạn nhỏ của chúng ta đều đến sinh nhật bạn Gato rồi. Bạn Gato vui không? Các bạn ơi, bạn Nozumi đã tặng cho bạn Gato một đàn vịt và một đàn lợn rồi. Bạn Gato đã bảo em cảm ơn. Rồi các bạn, bạn Sanesi đi gặp bạn và Lucy ơi, có quà bạn tặng Nozumi để chúng mình sinh nhật tiếp. Con bỏ đồ vào chị ra đi. Đấy. Wow. Bạn Gato của chúng ta đang được nhận rất là nhiều quà. Các bạn ơi, thế sao các bạn tặng cho bạn Gato toàn lợn với gà với cả vịt vậy? Ơi, vì nhà bạn Gato rất là nghèo nên là các bạn nhỏ của chúng ta đã tặng cho bạn Gato gà vịt với lợn để cho bạn ấy nuôi để tăng gia sản xuất cho các bạn ạ. Nào thôi, bây giờ chúng ta cùng sinh nhật nào, chúng mình cùng thắp nến lên để chúc mừng bạn Gato nhá. Nửa đây, bạn nửa đấy rồi đấy. Rồi chị Bonosi của chúng ta đã giúp bạn Gato thắp nến rồi, bây giờ sẽ bật lửa nào. Sau khi châm lửa xong thì chúng ta cùng hát để chúc mừng sinh nhật cho bạn Gato nhá. Bạn Gato vui không? Không. Sao bạn Gato này bảo không vui? Happy birthday. Ôi các bạn ơi, bạn Gato từ nãy giờ vẫn bảo là vì bạn ấy đang học chiếc bánh Gato rồi nên bạn không thể vui được. Thôi bạn Gato ơi, bạn vui lên đi nhá. Rồi các bạn nhỏ, chúng ta để động viên bạn Gato vui lên rồi. Đưa đây để anh thắp nến cho. Chưa? Rồi, nến đã châm lên rồi và bây giờ chúng ta cùng hát Happy Birthday to you nha. Bắt đầu. Hai, ba. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Bây giờ, khoan, chưa. Bây giờ bạn Gato phải cầu nguyện đã. Bạn Gato cầu nguyện cái gì xong rồi? Xong rồi bạn Gato sẽ thử nến nhá. Làm cầu nguyện đi. Bạn Gato đã cầu nguyện rồi. Bạn Gato bảo cầu nguyện được su su cu và hết nghèo các bạn ạ. Đấy, rồi bây giờ để bạn Gato thử đấy. Mạnh lên, cố lên tất cả. Thôi, lát rồi. Thôi được rồi, đi giúp anh Gato thử rồi. Thế là bây giờ bạn Gato sẽ làm thủ tục đầu tiên là cắt nến. À quên, cắt bánh sinh nhật. Thôi, không, để cho em cắt. Chị rồi, bây giờ để cho bạn Gato cắt và chị hướng dẫn cắt nhá. Rồi, đúng rồi, một đường thật thẳng. Đúng rồi, xuống đúng rồi. Rồi, đúng rồi, bây giờ cắt một đường nữa đi. Ui kìa, ăn rồi chứ. Rồi, bạn Gato ơi, tôi cắt bên kia nữa. Rồi, đúng rồi. Thôi được, bạn Gato biết cắt rồi, để bạn ấy tự cắt đi. Đấy. Rồi, các bạn ơi, rồi, đã thành 4 miếng rồi. Hôm nay sinh nhật của chúng ta chỉ có 4 người thôi. Nên là 4 miếng là được rồi. Ôi, nhưng mà không có đĩa để... đĩa để sinh nhật à? Ô, đây đi đĩa. Rồi các bạn ơi, trong lúc người bạn ấy đi lên đĩa thì chúng mình ăn vụng đi. Mỗi đứa ăn thử một tí xem có ngon không nhá. Nào, ngon thế. Bánh Gato thì hơi xấu một tí nhưng ngon nhở. Thì bạn ăn, bạn ăn vụng bánh Gato của bạn ấy. Cái đấy là cái sô cô la đấy nhưng mà vì bạn ấy đánh đổ nên là nó mới bị lẫn vào đấy các bạn ạ. Bánh sinh nhật này của bạn Gato tuy là nó không đẹp mấy nhưng mà đấy là do bạn ấy đánh đổi đấy. Với cả một chiếc bánh bé xíu xíu như này là vì nhà bạn ấy không thể có nhiều tiền để mua được chiếc bánh to và chiếc bánh đẹp nên bạn chỉ mua chiếc bánh nhỏ thôi. Bạn hiểu không? Bạn Gato đã về rồi. Thôi ăn bún tí mà.
cho các chị và các em để chúng ta cùng ăn bánh sinh nhật nhá. Thôi ăn thôi. Thôi chúng ta cứ tự xúc ăn thôi đấy. Xúc bơ ăn. Ui các bạn ăn ngon chưa? Thôi của mỗi bạn này quá. Ơ Akato ơi, của tớ không có chị ạ. Có tớ đâu, cái của tớ đâu. Thôi Akato không được ăn rồi, tớ ăn rồi. Bạn đi xuống ra hết luôn đấy. Ờ đúng rồi, bạn đi cả bạn miền chung nhau nhá. Ngon thế. Không, xúc ăn thôi. Xúc thử bếp ăn luôn, ủa ngon thế. Ơ bạn Kato ơi, sao bạn cứ ngồi đấy bạn không ăn bánh Kato à? Ủa bạn không muốn ăn bạn đấy hả? Ơ bạn Kato ơi, thế bạn không muốn ăn bánh thật à? Ủa các bạn ơi, bạn Kato bảo là thực ra bạn ấy rất là muốn ăn bánh Kato. Thế nhưng mà vì chiếc bánh này quá bé, rất là nhỏ nên là bạn ấy phần cho các bạn nhỏ ăn.